Nếu bạn đang cần tìm mua một chiếc điện thoại đáp ứng nhu cầu nghe gọi cơ bản với mức giá rẻ, hãy xem video này. Mình sẽ giới thiệu tới các bạn top 5 chiếc điện thoại giá rẻ dưới 2 triệu đáng mua nhất hiện nay nhé. Đứng ở vị trí thứ 5 là chiếc Realme C3i. Chúng ta sẽ có một màn hình IPS LCD lớn 6.5 inch. Bộ vi xử lý Helio G70 đủ dùng với điện thoại giá rẻ, thậm chí nó có thể chơi tốt những game như Liên Quân hay tốc chiến. Điểm mạnh nhất của điện thoại này là viên pin của nó lớn tới 5000 mAh. Nó có thể khiến cho bạn thấy mệt vì chờ mãi máy không hết pin để cắm sạc đấy nhé. Vị trí thứ tư trong danh sách của chúng ta là chiếc Samsung Galaxy A10s. Nó được hoàn thiện khá đơn giản nhưng ít nhất nó có hai camera phía sau. Tất nhiên đó chỉ là camera chính và cảm biến chiều sâu mà thôi. Cấu hình và màn hình đủ dùng trong tầm giá. Cảm biến vân tay ở mức giá này như một điều xa xỉ và A10s vẫn có ở đó cho bạn đấy. Viên pin 4000mAh cũng là một thế mạnh cho chiếc điện thoại này. Vị trí thứ ba Chúng ta có chiếc Nokia 1.4 theo như mình thấy đây là một chiếc điện thoại khá ổn, vì nó đẹp, có tới hai camera luôn. Điện thoại giá rẻ bây giờ cũng có màn hình lớn, đủ để xem phim, đọc báo thoải mái. Bộ vi xử lý không cao cấp nhưng ổn định, thoải mãn những nhu cầu cơ bản như nghe gọi và lướt web. Cảm biến vân tay cũng có, viên pin 4000mAh không quá lớn nhưng cũng phù hợp, vì bạn có dùng gì nhiều đâu mà cần nhiều pin phải không? Vị trí á quân trong danh sách này là Vsmart Star 4. Sản phẩm của Vsmart luôn được đầu tư khá nhiều dù giá rẻ, nó có một thiết kế chắc chắn. Bộ vi xử lý Helio P35 mang lại trải nghiệm khá mượt trong các tác vụ xem phim hay lướt web. Camera kép cho khả năng chụp xóa phông và góc siêu rộng vượt trội so với các đối thủ. Tuy nhiên viên pin 3500mAh chỉ đủ dùng hàng ngày mà thôi. Cuối cùng, quán quân của chúng ta, rẻ nhất và tốt nhất chính là Xiaomi Redmi 9A. Sản phẩm của Xiaomi luôn có giá rẻ nhất cho cấu hình tốt nhất. Thiết kế của máy khá tinh tế, bằng nhựa nhưng không có vẻ rẻ tiền. Màn hình 720p kích thước lớn thoải mái để bạn xem phim nhé. Bộ vi xử lý Helio G25 được tối ưu khá tốt nên bạn có thể chơi được game Liên Quân đây nhé. Viên pin 5000mAh là điểm mạnh lớn nhất của điện thoại này. Bạn có thể sử dụng thoải mái cả ngày dài, thậm cho bạn mệt rồi máy còn chưa mệt. Vừa rồi là top 5 điện thoại giá rẻ dưới 2 triệu tốt nhất hiện nay. Mình đã chọn mỗi thương hiệu thông dụng một chiếc tốt nhất. Hy vọng video sẽ giúp ích cho các bạn xin chào và hẹn gặp lại